Rồi, Hải Đăng xin chào anh em nha. Dạo này clip thì nó cũng hơi thưa nên hôm nay mình cũng còn tiếp tục những lần vẫn là giới thiệu đến anh em những con xe để anh em tham khảo. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến em một con Komatsu là BVW 130E nha. 130E thì con này là con su trừ 6 nha, nó đời nó 201, 202 gì đó, là bánh lớp. Thì xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó còn 80-85% rồi. Giấy tờ thì vẫn đầy đủ nhưng mà xe đã sử dụng Việt Nam rồi. Nhưng mà hạ dạng xe lựa chứ không phải là xe dân đang xài không. Xe sử dụng Việt Nam rồi mà đang nằm bãi không, chứ không phải là xe dân đang xài. Mình sẽ giới thiệu rồi chi tiết cũng giống như mỗi khi thì chi tiết gửi đến cho anh em xem. Anh em nào mà cần thì ấy thì những con qua sử dụng này thì cái giá tiền nó rất là mềm, tiền nào của đó thì xe qua sử dụng thì giá tiền nó sẽ mềm trong quá trình đó, cho nên để anh em giới thiệu nha. À, con rồi à, đây là con Komatsu 130 nè, 130E nè đó. Con này muốn để giới thiệu anh em nè, con này là Komatsu nha, 130 trừ 6E này nha. Dòng trừ 6E nha nè, con này đời 201, 202 gì đó. Thì xe thì đã qua sử dụng Việt Nam rồi nhưng mà xe nằm bãi chứ không phải là xe dân đang xài nha. Nó xe nằm bãi đã tuyển chọn về bãi rồi. Thì giới thiệu anh em, chi tiết anh em nào mà đang cần tìm cái dòng này cho nó rẻ tiền bớt thì xe qua sử dụng nó sẽ rẻ tiền lại để cho anh em sử dụng nha. Xe thì nó còn máy móc em lắm, thì mình quay chi tiết thôi. Đây Komatsu nha, BVW 130 ES này, từ 6E nha, đời 201 nó 2 gì đó. Xe thì vẫn còn liền lạc đó. 8 cây vỏ thì nó cũng hơi mòn rồi ha. 8 vỏ còn hơi mòn nhưng mà nó là vỏ zin nha. Vỏ zin cho nên nó rất là ok. Còn dưới nó gió đất bây giờ thì cắn nha. Mâm quay này thì là khô ráo luôn nha, gầm bỡ thì khô ráo hết. Lam thì đẹp, lam thì còn ngon nha. Em đi qua cái gạo này, gạo rất là còn dày còn đẹp luôn. Gạo rất là dày đấy nha, bạc ắt gạo thì có làm lại rồi. À, cái con này nó hay một cái là đường ống tháo lắp nhanh, có nè, đường búa có nè, đường kẹp 360 thì có luôn, tại nó hai cái đường ống này luôn không, nên nó có đầy đủ hết luôn. Con này có đầy đủ hết luôn nha, tất cả cái đường ống có đầy đủ, đường tháo lắp nhanh nè, đường kẹp, đường búa đầy đủ hết luôn. Nước sơn thì nước sơn zin nha, nước sơn còn zin nha. Cầu kiếp cầm bờ là khô ráo hết nha. Cầu kiếp cầm bờ khô ráo, nhưng mà 8 cái vỏ thì nó 8 vỏ nó hơi ấy, nó hơi mòn, nhưng mà lại vỏ zin. Để lên cabin cho anh em nhìn sơ qua ha. Hình như là cái con này nó đang hết bình cho nên chắc có lẽ không nổ máy được anh em. Cho anh em nghe thì anh em nào mà có đang thích cái dòng này á, đang thích dòng này thì
thì cứ tới đây test xe và nổ máy, test xe trực tiếp xe cho anh em xem luôn. Cabin thì cũng còn liền lạc lắm. Mà như em này là theo giấy tờ của nó là nó có biển luôn nè, mà không biết biển này biển giả hay biển thật, nhưng mà thấy là nó ra có hai cái biển đang bỏ trong xe đây, không biết sao không? Mà giấy tờ là vẫn có đầy đủ nha. Và nói xe này không phải là xe của Hải Đăng, cho nên Hải Đăng cũng không có xanh, xe của anh em. Anh em cứ tới đây thì mình sẽ dắt tới đây cho anh em xem. Cabin rất là liền lạc đẹp luôn. Bây giờ mình cứ quay chi tiết cho anh em xem nè. Tây tiết rồi rất là khô ráo luôn nha. Đó, khô ráo sạch sẽ luôn, nước sơn dinh còn luôn. Đúng là con Komatsu từ 6 đó, từ 6 đời 201, 202 gì đó. Con tắt phụ quay nè, để qua cái máy này nè. Rồi, máy của nó đây. Hàng là còn dinh hết nha, điều hòa có luôn, đó. Đó, lốc điều hòa có luôn rồi. Để mình sẽ xuống cái bơm, xuống quay cái bơm ra anh em coi luôn, cái quay chi tiết hết mọi thứ cho anh em xem, anh em thấy được thì cứ alo. Bơm em ở đây, bơm máy còn nguyên dinh nha, nó nguyên dinh, nguyên dinh nha, bơm máy chưa bung nha, còn nguyên dinh luôn. Nước sơn là dinh đét hết luôn nha. Chỉ có là 8 cái vỏ, 8 cái vỏ thì nó hơi hơi mòn, nhưng mà lại vỏ dinh, gầm bờ chân cắn đùi riết khô ráo hết, máy bơm dinh. Chắc qua bên kia để quay với cầu hộp số rồi cho anh em coi luôn. Thì anh em nào đang tìm cái dòng xe mà đã qua sử dụng rồi cho nó nhẹ tiền xíu thì cứ alo, số điện thoại thì luôn để trên màn hình, anh em cứ alo. Mình sẽ chỉ tới đây và coi xe, test xe luôn. Em này cũng chưa rửa ráy hết, còn sình đất nè. Xe này là xe ngoài Bắc nhập vào nha anh em. Đó, ngoài miền Bắc nhập vào, chứ không phải là xe miền Nam nha. Đó, xe quay dùng ở miền Bắc nhập vào. Hộp số cầu thì mình chỉ cú xuống mà quay được như thế này thôi. Để anh em tới đây sẽ coi kỹ hơn. Có cái thùng đồ nghề luôn, thùng đồ nghề ngon quá trời rồi, cả gầm bờ khô ráo hết, sexy ngon lành, cành đào không nứt không nẻ gì hết nha. Rất tiếc là cái bình điện nó hết rồi, không có nổ máy được nghe đây, thì anh em cứ thông cảm, cứ xem qua chi tiết rồi xong rồi anh em tới đây cái nổ máy rồi test luôn cho nó dễ biết hơn. Dễ xử hơn. Đó. Đường ống gì mình thấy còn 2-3 đường ống, là mình nghĩ ống búa và ống thá lấp nhanh có này, ống búa và cái ống như kẹp 360 hay sao đó. Như vậy đó. Mình thấy đường ống thì nó có 2-3 đường ống rồi. Đấy, anh em cần thì cứ alo, thì tới đây test xe, xem xe, test xe luôn dễ biết. Và 8 cái vỏ là hơi mòn nha anh em, nên nhớ nha. Komatsu 130 trừ 6E đời 201, 202 gì đó. Anh em cần thì cứ tham khảo xong rồi alo. Mình sẽ báo cho cái giá và tới đây nổ máy xem xe, test xe luôn nha.